Vâng, và như vậy là độc cô của bạn resize rồi. À, bên anh chọn hit rồi, khổ quá. Cơ tưởng là đấy để được đánh lại. Bên kia tứ quý chém, bên mình đang tươi khổ. Dũng còn cầm hit, Việt BM cũng cầm hit. Bên này chọn hit. Khổ chưa? Cay rồi. Vâng. Có một sự hit nhẹ. Vâng, có một điệu hit nhẹ ở đây. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến một trận thi đấu lại. Thôi đánh trận thi đấu lại kiểu gì nó cũng đen như mực. Tôi đảm bảo luôn. Đang quần đang đẹp. Bên kia thì Hyper với lại hai con lại chém đều. Thì tự nhiên lại mình lại chọn hit mới đều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến một trận thi đấu lại thôi. Mày gọi nước đi lâu đi con mày. Gọi rồi. Cổ. Chọn hit thật. Thì ông này vào cũng vẩy bè biết như thật. Vẫn đang liều à? Kệ đó. Kệ nha. Kệ. Đây luôn cái đoạn chọn hit thật xét một khán giả xin là. Hai người gọi là hai lưu động một cô gà. Đi đệ, đệ em đang ngồi gần với hát đời này. Hát câu gì? Trời nghe cái nhà thính nhỉ. Thính mẹ mít toàn hướng về nhà mày thôi. Đó. Yes, yes, yes. Katha Greg ấy, cái gì ấy? Mình là Phone BAC. Katha Greg AC. Vâng, và như vậy là quân các cầu thủ bên phía team Hà Nội trong trận thi đấu này là Katha Greg và Acerian. Acerian là của ai? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem AC của ai trong trận đấu này. AC là của game thủ Phúc Cảm Tử. Cũng tươi rồi. Bên mình có một baby, một phô. Tao bảo rồi mà nó giật chết đi. À, mày dí, mày dí thuốc vào tay à? Bán. Mày dí thuốc vào tay, tao lại cứ tưởng điện nó giật. Kinh quá đấy. Tao tưởng điện nó giật. Kinh. Ông này cầm thuốc mà ông còn hút thuốc ở đấy thì chết. Vâng, chúng ta cũng quay lại màn hình máy game thủ Hưng Nhổn thôi. Thôi rồi. Baby của anh tôi. Căng rồi. Hôm nay là cái ngày mà Hưng Nhổn được cầm baby và thương hiệu cầm baby của Hưng Nhổn đã được thể hiện. Hưng Nhổn anh đúng là một người cầm baby hay nhất Việt Nam. Chính vì thế mà anh liên tục được cầm baby lon. Và trận thi đấu này tôi đố Hưng Nhổn có được cái tham 70 như vừa rồi đấy. Đố Hưng Nhổn luôn. Không bao giờ được cái tham đấy. Nhà thì gỗ đầu thì cũng không phải quá gần rồi, đồ ăn thì không có để lùa về. Anh Thọ đã chạy lên trên kia về rồi. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy của game thủ của game thủ Lady Gaga. À, của game thủ Hưng Nhổn. Anh ơi, sữa này nó vắt ra thì nó chỉ được một cốc vậy thôi. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy game thủ Hưng Nhổn. Một cái bài của Hưng Nhổn đang được cầm baby lon. Và đồ đồ về là không có. Anh uống đây. Cho anh uống đi, được có 2 viên đá này. Anh ấy cho em nhiều đá mà nhá. Thêm một tơn như này nữa. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy của game thủ Hưng Nhổn thôi. Một cái bài Hưng Nhổn cầm baby lon. Baby lon nói chung là nó cũng liều tiều lắm ý. Thôi đóng VG. Đây là Phonesian của game thủ Lady Gaga. Đó là một đều. 21 PC.
Vâng, bây giờ chúng ta có thấy game thủ Lady Gaga anh vẫn là đã thấy được thêm 7 heal. Đôi voi thì đủ các kiểu rồi. Nhưng mà nói chung nhà xấu lắm, không ngửi được. Đây màn hình máy game thủ hưng nhộn. Ôi lô rồi. Quả đấy, đã trúng giải đặc biệt. Và ngày hôm nay nó đã về con kép. Vâng, đề này về 33 hay 44 55 66 77 88 99. Vâng, chưa biết đâu một lần. Đánh con này nó về con khác. Thôi thì cứ giải 10 con. Ôi, đặt S. Không đặt, câu về S thôi. Nhưng câu về S ai làm? Ai làm cho anh? Úi giời, bài 24 dân không thể kích đời chuẩn hơn được nữa rồi. Úi giời, 8 năm mấy mới kích đời thành công. Trận này thì không thể lăng xê thương nhổn. Trận này anh không thể ép đời phú quá được, bởi vì nó đồ ăn nó vừa xa mà nó không có cái gì lùa về cơ. Thế mới đều. Vâng, và một bài vẫn là 11-15 thôi. Không quá muộn của game thủ hưng nhộn. Chúng ta có thể thấy, tôi cứ tưởng là bài này phải tầm 12 mới kích được, nhưng 11-15 là đã đủ rồi. Kinh hồn dành cho game thủ hưng nhộn. Vẫn không xịt vào đâu được. Danny em đời quá chuẩn bài. Đầu cánh, như vậy là Vên Lớp cầm Greg trong trận thi đấu này. Chúng ta có thể thấy. Vâng, Vên Lớp chết con ngựa giò ngay trên sân nhà. Quá hay cho game thủ hưng nhộn. Một bài hưng nhộn được cầm Baby Bon. Ăn voi đi. Thôi, hiêu thôi, bỏ qua. Đây rồi. Thế bãi vàng của đội bạn. Lại câu về. Vẫn còn mặt kia chưa bò. Nhưng hưng nhộn anh sẽ không vào mặt đấy làm gì cả. Bởi vì Vên Lớp sẽ vẩy một cái bè cực kỳ nhanh. Bây giờ anh đang câu con voi tiếp theo về với nhà của mình. Chúng ta có thấy hưng nhộn anh vẫn đang là một người ép đời cực kỳ phũ. Trong những trận thi đấu gần đây, bơm 100 gỗ cho game thủ Lady Gaga. Lady Gaga là người cầm phô mà anh còn phải xin 100 gỗ á? Đúng thật là như vậy. Phonesian phải đi xin 100 gỗ. Giật hốc. Cái này thì đánh cái gì? Đen cái gì cho cung rờ đi. Tôi lại xây hầm dãy hàng nghe bên trong. Chứ đảm bảo vậy thôi. Hay là xây một dãy ruộng bên trong. Tôi nghĩ dãy ruộng hợp lý hơn. Lưng bánh xe cũng còn lên đời còn muộn hơn cả game thủ hưng nhộn. Hưng nhộn bài không gì ăn lên đời. Thế không có lùa về xong rồi đồ ăn xa. Vẫn cứ lên đời tốt. Chúng ta có thể thấy đóng một nhà. Quá hay. Trong 12 giờ. Quá hay. Dạ. Như vậy là VietM cầm Taliban trong trận thi đấu này. VietM là người cầm Pan trong cánh. Khá tươi rồi. Rất tươi luôn. Ngựa giò cũng chơi. Không, chém kìa. Được con chém. Không được con chém. Vậy cái e. Không được cái e. Vâng. Đập con giò. Mà đã được con giò. Ồ, chưa được con giò. Hay không? Bây giờ hú chém bên trong. Không, anh muốn hú con chém bên ngoài là nhiều máu. Thôi. À không. Một tên tạm dừng hội ý quá chuẩn của game thủ Dũng Con. Anh tạm dừng hội ý để cho con để cho con chém nó biến màu hẳn. Không chém vào con phù thủy của game thủ hưng nhổn nữa. Chạy rồi. Thay đổi speed liên tục rồi. Rồi đi thôi. Ấn hơi lâu đấy. Đang 26 trên 32.
trong cánh nhà game thủ gần núi, sau con cũng gờ chạy ra ngoài. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy game thủ Hưng Nhổn. Hưng Nhổn vẫn đang chém tốt. Và đây rồi, nhưng mà không chém được ai. Hơi đen cho Hưng Nhổn. Bây giờ bãi quả trên kia anh đã ăn được chưa? Vâng, về lớp vẫn cố đâm mi trong một bài mà về lớp cầm Drake. Hưng Nhổn đánh chém chứ có đánh cung à, chứ có à, Hưng Nhổn đánh một nhà L và một nhà A chứ có phải đánh chay chém đâu. Thế mà công y vào bài này cũng không được quá hợp lý dành cho đội tuyển bên lớp. Bên lớp đã hớ trong một tên công y và e ta lại thấy chúng ta phải e không được hay của đội tuyển Hưng Nhổn. Mất hết một bãi ăn hoang và như vậy kìa, Hoàng Lan đây rồi. Hoàng Lan cũng cực kỳ nhanh và có cả chúng con nữa. Lady Gaga bây giờ thì ốp tất tay vào nhà của Cảm Tử, người cầm cung duy nhất ở bên phía Team Hà Nội. Dũng con lâu lắm không hỏi thăm, Tham có 35. Vâng, lâu lắm không hỏi thăm mà Tham có 35. Kiểu thế nào, Hoàng Nhi chém phũ quá. Hoàng Nhi cầm cái gì? Kata Hyper 37/80. Đây là game thủ Hưng Nhổn 27/40. Đây là một bãi vàng tiếp theo của game thủ gần núi và mình cũng phải mút luôn. Babylon của game thủ game thủ Gunny. Mình đã phát hiện ra hai nhà y mới. Bên lớp đã đóng y ngay gần với nhà của bên thủ Gunny rồi. Bên lớp đã ăn dân khá nhanh trong tuần vừa rồi. Bên lớp đang liên hoàng sau y để có thể đâm vào nhà Gunny đâm tốt hơn. Tham Lai mình đang xu hướng đè lại, nhưng chủ yếu là game thủ Hoàng Văn Nhi vẫn đang cùng Tham cùng Katarian quá to. Bài của Hoàng Văn Nhi vẫn đang chấp chuyện mà ai sẽ là người đâm y ở nhà Hoàng Văn Nhi trong cái tuần này đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thế nào. Vâng, ai sẽ là người đâm y vào nhà của ai sẽ là người đâm y vào nhà game thủ Hoàng Mai Nhi. Cái loa, cái mic này nó bé, mic tai nghe gáo léo luôn. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại màn hình máy của game thủ Dũng Con thôi. Dũng Con đang chơi ở nhà của Phúc Mỹ Đình. Một bài Phúc Mỹ Đình nhà cũng thế thôi, không có gì cả. Tất tay cho Hoàng Lan. Vâng, trận đấu này là phải tất tay cho Hoàng Lan vì tôi mà cũng đang có những con lạc đà của Taliban lao vào nhà của game thủ Phúc Cảm Tử. Độc cô của bại quá đông lạc đà, đông quá vậy. Hưng Nhổn nên có đâm y vào nhà của game thủ độc cô của bại được một tơn không? Độc cô bại đã nhảy bốn xong thôi, mệt rồi rồi. Đây rồi, mút xong đạo này đã đi đâu đi. Rất hay. Đây thấy gần núi không để ý. Đầu cô của bại lực quá khỏe, không ai động vào. Coi Tham lại lấy chất quýt, lấy được Tham nhà của Phúc Quý Đình thế thôi. Cứ chả còn ai bên mình có thể nhảy 4 lần nữa. Song Vũ tức Hoàng Lan, anh có thể nhảy 4 lần không? Tôi nghĩ là cũng chả thể nhảy đâu. Nhưng mà Song Vũ anh cầm à, Song Vũ anh cầm cái gì? Vâng,
Đây là màn hình máy của game thủ Gunny. Vâng, Gunny vẫn đang đi quản dân của game thủ G núi thôi. Lại tiếp tục là nông dân ăn vàng của game thủ Vên Lớp. Liệu rằng nhà của Việt dường như đang bị dummy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Nhưng Vên Lớp anh đã làm nguyên được một vai vàng đây và theo nhìn hoàng khá lâu rồi. VTM cầm pan, điểm số bây giờ đang cao sau Hưng Nhổn rồi. Thế thì có lẽ nào game thủ VTM anh là người cầm pan và cũng đang khá đông lạc đá. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Nếu mà VTM bây giờ có lẽ cần bơm đồ tất tay cho VTM. VTM sóc lại những con chém của Taliban, sóc lại được những con chém của Taliban, sau đấy là mới khắc chế được những cái con hot đầu tiên của Katarian. Chỉ còn nước đấy thôi chứ không, nếu mà để Hoàng Minh tự những cái cung to vào thì cũng cực kỳ mệt. Kurechan của mình cũng coi đang ăn hay ăn bú cái gì ở đâu vẫn ở tham được, đang chạy tất tay vào nhà Việt thì phải. Chúng ta có thể thấy tập kê của bạn đang quá kinh nghiệm khi đang đứng xe ở nhà để có thể bảo kê cho game thủ và cũng cảm tử. VTM có đông những con cung giờ của mình không? Chạy hết, đúng rồi. Hoàng Minh Nhi là một người cực thính, quản lý bản đồ con cực tốt. Chính vì thế mà đừng đùa sau khi mà những tên mà game thủ Hoàng Minh Nhi bị bắt mất một hai con dân hay một hai con hot. Đúng, nông dân đấy tôi nghĩ cũng sẽ nằm thôi. Quá hay, chúng ta phải thấy cũng là Hoàng và nhìn cũng khác, thi đấu thực sự là xuất sắc. Đây là màn hình máy game thủ Gunny. Gunny bây giờ anh đang đi đâu, vơ dân đi đâu, tìm hốc hay tìm cái gì? Bơm gỗ là Taliban của Việt VM. Ngọc Hai, Hoàng Lan cầm cái gì không biết. Thông tin từ các khán giả của ngoài báo về là Asian là của game thủ Song Vũ. Nếu Hoàng Lan bật được 4 và thi đấu lại được với C của độc cô của bạn thì là tươi, còn không thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu mà không thì Vên Lớp sẽ là người hồi, hoặc Comeback sẽ là người hồi, hoặc Phúc Cảm Tử hồi thì càng chết nữa. Phúc Cảm Tử là người có cung, người thì lại ốp một tơn vào nhà game thủ Phúc Cảm Tử. 31/32 là của game thủ Gunny. Rồi dân kia phải e vào, không vậy thì bắt được hơi đen. Phúc Cảm Tử mang đứng quân tại nhà mình để thử coi. Có một cái linh hồn thì sẽ có đủ điều kiện để có thể phát triển tay to trở lại và có thể lên cung Nga nếu cần thiết. Tôi nghĩ là chẳng cần lên cung Nga trận đấu nữa đâu. Khi mà VTM hoặc lên từ Hoàng Nga thì sẽ tốt phải để nhảy 4. Đây rồi. Con, để ý hơn. Ôi không, chúng ta chạy rồi. Rất khó để có thể bắt nông dân của lên thủ Phúc Cảm Tử. Bây giờ thì đạo nông dân vừa rồi của game thủ Hướng Nhỏ đang ở đâu? Nó đang đi tìm một hốc để có thể phát triển lại được. Nói chung là hơi khoai, hơi khó. Và đây là một máy của game thủ Chúng Con. Lại một lần nữa mình lại bị đen rồi. Vâng, Chúng Con là 33/68. Vẫn đang quản lý lại trên góc 12 giờ. Hưng Nhổn 26/28. Nói chung là cũng rất mệt. Có ai hồi được hay không? Nhưng phía Đinh Thái Bình có hồi và nhảy 4. Không thì không đánh được trong trận thi đấu này. Quay đến với Dũng Con vậy. Vẫn đang quản lý hết trên góc 12 giờ bên lớp Dũng Con. À không, tôi cứ tưởng Dũng Con vừa mất một cái cụ. Nhưng chỉ là chạy dần tạm thời thôi. Đây là cái hốc mới của game thủ Phúc Mỹ Đình. Để Phúc Mỹ Đình hồi thì nói chung là quá khó quản luôn. Khi Phúc Mỹ Đình là người cầm Asian và có những con cung giờ. Bây giờ mình tìm được cái hốc mới và cần phải triệt để cái hốc này cho Phúc Mỹ Đình ra hốc khác.
không thể để được một cái hốc đẹp như thế này được. Cũng quyết định có một cái hốc đẹp như thế này thì chết, chết người luôn. Việt M vẫn đang chạy những con lạc đà khá đông. Đây rồi, quyết định đã mang quân ra để bảo kê cái hốc này của mình. Độc cô của bại điểm số là 500, gần 600, quá cao luôn. Không hiểu là thế nào. Bây giờ điểm số của game thủ Hoàng Văn Nhi là 600 rồi. Hoàng Nhi đánh hay quá. Ở đây là hung nhồi. Màn hình lại đen này nào. Vâng, và như vậy thì cuối cùng Việt M anh cũng đã đi sai rồi. Không thể đánh được với một cái bài như thế này. Bài mà game thủ một bài mà game thủ Việt BM anh được cầm Taliban trong cánh, nhưng mà dường như đã bị dummy tuét hết nhà ra rồi. Nhà của game thủ Hoàng Lan đã bùng. Hoàng Lan cầm Asidian, nhưng một bài mà Hoàng Lan không thể to bằng Katarian đánh chém của game thủ độc cô của bạn. Không hiểu tại sao lại như vậy. Việt BM đã chém quá tốt trong một trận đấu mà anh được cầm pan hưng nhổn thì không thể tốt hơn nữa rồi. Cũng còn thì bị bung hốc chỉ vì